Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm nay đạt 14,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016 và cao hơn nhiều so với mức tăng 6,1% của cùng kỳ năm 2016. Đóng góp cho sự tăng trưởng cao của ngành dệt may 6 tháng đầu năm 2017 chủ yếu nhờ vào xuất khẩu sơ, sợi đạt 1,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,4% so với cùng kỳ. Hàng may mặc đạt 11,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1%, cao hơn mức tăng 6,4% của cùng kỳ năm 2016. Ngoài các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản có kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ, còn lại xuất khẩu của dệt may Việt Nam và các thị trường lớn đều tăng trưởng dương trong 6 tháng đầu năm 2017. Dự báo xuất khẩu dệt may 6 tháng cuối năm sẽ không có nhiều đột biến so với đầu năm. Dự kiến cả năm 2017, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam ước đạt 31,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9% so với năm 2016.